Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, đừng rời mắt khỏi màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Vụ án chuyến bay giải cứu, những lời ăn năn muộn màng. Thưa quý vị và các bạn, phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án chuyến bay giải cứu đã khép lại với hình phạt dành cho 54 bị cáo. Chắc chắn rằng không chỉ các bị cáo mà tất cả những ai quan tâm đến phiên tòa này đều có thể suy nghĩ về những bài học, những đúc kết từ hơn 2 tuần xét xử vừa qua. Với các bị cáo, trước hết đó là bài học về sự tuân thủ pháp luật, còn với dư luận thì rất nhiều góc nhìn đã được chia sẻ trên các báo chí và mạng xã hội về mặt trái của cơ chế xin cho, về mức độ khủng khiếp của số tiền đưa và nhận hối lộ, về đạo đức công vụ, v.v. Ở đây tôi xin chia sẻ bài học mà bản thân tôi chiêm nghiệm được, đó là tính trách nhiệm và lòng yêu thương của những người được giao trọng trách trong bộ máy công quyền, hay nói nôm na là những người được cái quyền quyết định. Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án với 253 lần, tổng số hơn 42 tỷ đồng bằng thủ đoạn trắng trợn, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Kiên. Tự bào chữa, bị cáo Phạm Trung Kiên thừa nhận hành vi nêu trong cáo trạng là đúng. Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi về sai phạm của mình. Qua đây, bị cáo gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, nhà nước và người dân về hành động sai trái của mình, Kiên nói. Theo bị cáo Kiên, tổ công tác Nam Bộ có lập nhóm chat Viber để trao đổi thông tin với nhau. Ví dụ, khi Bộ Ngoại giao có công văn gửi các bộ về cấp phép chuyến bay, bị cáo Tô Anh Dũng, khi đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hay cấp dưới là bị cáo Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, sẽ báo lên nhóm chat xin ý kiến về các chuyến bay rồi đề nghị sớm gửi lại ý kiến cho Bộ Ngoại giao. Gần ngày phải trả lời, bị cáo Tô Anh Dũng hoặc Đỗ Hoàng Tùng sẽ nhắc lại trên nhóm, đề nghị các bộ nào có văn bản thì khẩn trương trả lời. Căn cứ nội dung đó thể hiện một phần chuyến bay combo là bị cáo không thể làm chậm tiến độ công việc về cấp phép chuyến bay gây ảnh hưởng kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, bị cáo Kiên cũng khẳng định không ép buộc doanh nghiệp đưa tiền cho mình, đồng thời đưa ra dẫn chứng về việc bị cáo Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty Quốc tế Sao Việt và Phạm Bích Hằng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế, từng chuyển 100 đến 200 triệu đồng, nhưng là thời điểm sau khi Bộ Y tế cấp phép các chuyến bay. Điều đó thể hiện các anh chị ấy đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, chứ không có sự ép buộc nào, bị cáo Kiên biện hộ. Sau đó, bị cáo Kiên bật khóc, mong Hội đồng xét xử Viện Kiểm sát Nhân dân xem xét lại tội danh của bị cáo cho hưởng mức án tù để có cơ hội được làm lại. Tự bào chữa về hành vi nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, bị cáo Tô Anh Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị 12 đến 13 năm tù cho hay. Trong quá trình chống dịch COVID-19, bị cáo là lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã cố gắng ngăn chặn dịch bệnh, giảm thiệt hại tính mạng người dân trong nước cũng như bảo hộ công dân nước ngoài. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao còn nói trong việc xét duyệt các chuyến bay, bị cáo luôn nhắc nhở các cán bộ của Cục lãnh sự phải đảm bảo công văn trình đến cục là công khai, không khuất tất, làm việc tận tụy, không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bị cáo Dũng phân trần thêm, khi tiếp xúc với doanh nghiệp, tôi suy nghĩ đơn giản, không phân biệt được hành vi dân sự với hình sự. Đến khi được cơ quan điều tra cho đọc hai quyển luật, tôi nhận ra hành vi của mình. Ngay sau đó, tôi xin được viết đơn gửi cơ quan điều tra tự nguyện khai báo. Xúc động trình bày, bị cáo Tô Anh Dũng cho biết, trong suốt một năm ở trại tạm giam, bị cáo rất ăn năn hối lỗi, chủ động nhắc gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét thêm cho các bị cáo từng là đồng nghiệp của bị cáo tại Bộ Ngoại giao vì đã có những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch. Riêng với bản thân, bị cáo mong tòa đánh giá bản thân phạm tội lần đầu, xin được một cơ hội để trở về với gia đình trong những năm cuối cuộc đời. Bị cáo xin lỗi Đảng, nhà nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và nhân dân, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ hối hận. Nhà ở xã hội, người giàu dành mua nhà người nghèo. Quý vị thân mến, khi rà soát danh sách người trúng số mua nhà ở xã hội tại Hà Nội, Sở Xây dựng vừa qua đã phát hiện có người sở hữu đến 300m² đất nhưng vẫn bốc thăm và giành được suất mua nhà. Hành vi này của những người giàu đòi mua nhà người nghèo là trục lợi chính sách mà tuổi trẻ từng phản ánh. Câu chuyện này bộc lộ thêm các bất cập trong việc giải bài toán nhà ở xã hội. Trước hết, tình trạng tranh suất mua nhà để bán kiếm lời diễn ra khi nhu cầu vượt quá xa so với nguồn cung, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Lấy ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, dù là địa phương có thu nhập bình quân cao nhất, người dân có tỷ lệ sở hữu nhà ở thấp nhất cả nước khi chỉ đạt 67% so với mức trung bình 88%. Dù Thủ tướng đặt mục tiêu xây dựng hơn 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp cho tới năm 2030, đến hết năm 2022, cả nước mới chỉ có 157.100 căn hộ thuộc dạng này.
Trong đợt bốc thăm nói trên tại Hà Nội, chỉ có 149 người may mắn trong số 1.300 người tham gia được quyền mua nhà. Một nghịch lý trên thị trường bất động sản, trong khi các căn hộ cao cấp hiện dư thừa và ế khách, đa số người dân phải vất vả cả đời cũng không mua nổi một nơi an sinh là nhà ở xã hội. Đây là thiếu sót của người làm quy hoạch và ra quyết định chính sách khi ưu tiên các dự án thương mại phục vụ đầu cơ thay vì tập trung giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở nhức nhối của xã hội. Thêm vào đó, giá nhà cho người thu nhập thấp nhưng không hề thấp. Với mức giá hiện nay, khó có thể gọi đó là nhà ở xã hội. Với mức 20 triệu đồng một mét vuông, gấp 5 lần thu nhập tháng của một hộ nghèo, sở hữu một căn hộ 70 mét vuông nằm ngoài tầm với của hầu hết người nghèo. Trong khi đó, việc vay vốn từ các gói hỗ trợ của nhà nước không hề dễ dàng. Đến hết năm 2022, chỉ có hơn 5.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ vay từ Quỹ Phát triển Nhà ở với lãi suất 4,7% mỗi năm. Nếu không cải thiện, việc giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội được chính phủ ban hành đầu năm sẽ khó thành công. Với những dự án nhà ở xã hội đã triển khai và mở bán, việc bốc thăm giành suất cần được thực hiện một cách khoa học hơn nhằm tránh tình trạng đã thiếu lại không công bằng. Với những diễn ngôn về cách mạng 4.0, thật khó chấp nhận khi người dân vẫn phải xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ đến lượt bốc thăm. Cách làm này vừa gây bất tiện cho cả khách hàng lẫn người thực thi, vừa không rõ ràng, phụ thuộc vào may rủi, khiến chính sách có thể bị trục lợi. Thay vào đó, cơ quan chức năng có thể yêu cầu người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến và phân loại theo thứ tự ưu tiên. Những ai có nhu cầu cấp thiết hơn, ví dụ như nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng, hay có con nhỏ, người bệnh cần chăm sóc, sẽ được đưa lên đầu danh sách. Quy trình này sẽ ít nhất loại bỏ được những người có thu nhập cao đã sở hữu nhà tại những nơi khác hoặc có điều kiện sống tốt hơn, ra khỏi nhóm ưu tiên bốc thăm. Việc quản lý hồ sơ có thể được thực hiện từ cấp quận thay vì tập trung vào một đầu mối ở cấp tỉnh thành, vốn sẽ khiêm tốn nhiều thời gian và thủ tục hơn. Nhưng trên hết, muốn chính sách nhà ở xã hội đúng nghĩa và thực thi hiệu quả thì giá phải thấp hơn và tránh được việc người giàu tranh mua hay mua bán lại. Xây nhà cho người thu nhập thấp là chính sách phúc lợi đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự hiệu quả, hỗ trợ đúng những người có nhu cầu, cần nhanh chóng vá lại những lỗ hổng cả từ phía cung, cầu và quy trình thực hiện. Bằng không, một chính sách rất nhân văn lại có thể trở thành cơ hội kiếm trác cho người giàu, khiến người nghèo thêm một lần đau khi vừa không có nơi ở, lại vừa bị kẻ khác trục lợi trên danh nghĩa của mình. Với các cuộc thi nhan sắc tràn lan hiện nay thì có lẽ đó là điều buộc phải chấp nhận. Khó có thể đòi hỏi hơn khi mà người vừa đẹp cả sắc lẫn tâm hồn lấy đâu ra đủ để đáp ứng cho hàng hà sa số các cuộc thi. Thẳng thừng ra thì một doanh nghiệp tổ chức thi hoa hậu với mục đích của họ và hoa hậu đó chỉ là đại diện cho họ hay đại sứ cho nhà tài trợ nên hãy xem đó như là một thương vụ đơn thuần. Không thích xem, chẳng ưng hoa hậu tràn lan nhưng bàn tán mọi nơi, bàn luận đủ mọi góc cạnh của những cuộc thi và kết quả đang dần xuống cấp chỉ làm cho mảnh đất hoa hậu mà doanh nghiệp, nhà tài trợ các cuộc thi, công ty tổ chức nhắm vào thêm màu mỡ mà thôi. Đấy là chưa kể một số nơi đang lạm dụng. Dù gì thì những ầm ĩ như Ý Nhi đang gặp lỗi lớn nhất vẫn thuộc về nhà tổ chức, cơ quan quản lý cấp phép tràn lan và thêm kỳ vọng thái quá của công chúng để mọi chuyện bùng lên và thành ngọn lửa giận dữ, bất chấp chúng ta đang cần nhiều thứ hơn là hàng loạt cuộc thi hoa hậu vô bổ.